Xin chào mừng quý vị tham dự sự kiện Forbes Live số 7 với chủ đề Kinh doanh tạo tác động xã hội tích cực do Forbes Việt Nam tổ chức vào chiều hôm nay, thứ năm, ngày 16 tháng 12 năm 2021. Tôi là Lâm Ngọc Thảo, giám đốc điều hành của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Liên, rất hân hạnh là người dẫn dắt buổi thảo luận. Trước khi chúng ta bắt đầu vào chương trình thì xin mời quý vị cùng làm quen với ba diễn giả của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên xin được phép giới thiệu bà Mandy Trần, Phó Tổng Giám đốc phụ trách chiến lược của công ty Prudential Việt Nam. Bà Mandy có kinh nghiệm gần 20 năm trong các vị trí quản lý cấp cao ở lĩnh vực phát triển kinh doanh và chiến lược doanh nghiệp. Trước khi gia nhập Prudential, bà là Giám đốc phát triển kinh doanh của công ty quản lý quỹ Xtream Việt Nam. Xin chào chị Mandy ạ. Xin chào mọi người, xin cảm ơn Thảo. Xin giới thiệu diễn giả thứ hai của chương trình, bà Phan Tú Quyên, giám đốc vận hành và là thành viên của ban lãnh đạo Microsoft Việt Nam. Bà Quyên có vai trò quan trọng trong việc trao quyền cho các đối tác và khách hàng tại Việt Nam để họ đạt được nhiều thành tựu hơn, đặc biệt trong tiến trình chuyển đổi số thông qua việc dẫn dắt đội ngũ marketing và quản lý các hoạt động vận hành chung của công ty. Bà Quyên cũng là trưởng nhóm xây dựng văn hóa tôn trọng sự đa dạng và không bỏ lại ai phía sau, Diversity and Inclusion của Microsoft tại Việt Nam, nhằm gắn kết nhân viên và tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng. Xin chào chị Quyên ạ. Cảm ơn Thảo. Xin chào các bạn. Dạ. Và cuối cùng xin được giới thiệu ông Phùng Tuấn Đức là Tổng Giám đốc Gojek Việt Nam. Ông Đức chịu trách nhiệm dẫn dắt chương trình tăng trưởng tiếp theo của Gojek tại Việt Nam, đảm bảo hoạt động kinh doanh bền vững và tạo ra các tác động xã hội trên cơ sở lấy khách hàng làm trọng tâm. Ông Đức cũng là đồng sáng lập và là một thành viên chủ đạo trong đội ngũ lãnh đạo GoViet từ những năm đầu thành lập. Xin chào anh Đức. Xin chào chị Thảo và xin chào tất cả mọi người. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức tạp chí Forbes Việt Nam, xin cảm ơn các anh chị diễn giả đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, phát triển một doanh nghiệp cùng với việc đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng kinh doanh chưa bao giờ là một bài toán dễ dàng. Tuy nhiên, với việc toàn thế giới chúng ta đã và đang trải qua rất nhiều những cuộc khủng hoảng, từ biến đổi khí hậu, môi trường cho đến các vấn đề xã hội như là nghèo đói và bất bình đẳng giới v.v. thì các doanh nghiệp cũng ngày càng đóng góp quan trọng hơn vào những giải pháp cho những vấn đề này. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia vào việc tạo ra các tác động tích cực cho xã hội và cộng đồng. Xa hơn nữa, rất nhiều doanh nghiệp đã đưa yếu tố về con người và môi trường vào chiến lược kinh doanh bên cạnh yếu tố lợi nhuận. Mọi người bắt đầu quan tâm hơn đến những cách tiếp cận, các mô hình và chuẩn mực giúp cho các doanh nghiệp đạt được những mục tiêu này, như là ESG với ba yếu tố môi trường, xã hội, quản trị, hay là CSR, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, hay là CSV, kiến tạo nên giá trị chung, v.v. Trong khuôn khổ của phiên thảo luận 90 phút hôm nay, thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách thức mà ba doanh nghiệp Gojek Việt Nam, Microsoft và Prudential đã tạo ra những tác động tích cực như thế nào cho cộng đồng, cho xã hội, bên cạnh việc đảm bảo kinh doanh và đặc biệt là trong cái bối cảnh khủng hoảng toàn cầu của COVID-19 trong 2 năm qua. Xin mời quý vị cùng tham gia bình luận, trao đổi và đặt câu hỏi cho diễn giả của chúng tôi qua khung chat box nhé. Và bây giờ xin phép được quay lại với các anh chị diễn giả bằng câu hỏi đầu tiên hôm nay. Quan điểm của các anh chị về câu chuyện kinh doanh tạo ra tác động xã hội tích cực là như thế nào? Và các anh chị có thể chia sẻ cho quý vị khán giả về những cái chương trình cộng đồng hay là những chương trình tạo ra các tác động xã hội tích cực gần đây mà doanh nghiệp của mình đang thực hiện. Với câu hỏi này thì tôi xin phép được mời chị Quyên bắt đầu ạ. Mời chị. Vâng, thì mọi người thường biết đến Microsoft là một trong những công ty công nghệ có thể nói là hàng đầu thế giới, đúng không ạ? Thế và cái sứ mệnh mà toàn cầu mà Microsoft có cho mình á, đó là chúng tôi muốn trao quyền cho mọi cá nhân và mọi tổ chức trên thế giới để giúp họ đạt được nhiều thành tựu hơn. Thế thì bản thân cái câu sứ mệnh này, mọi người thấy là nó đã bao hàm cái cam kết của công ty trong việc giúp đỡ cộng đồng. Đúng không ạ? Và với công nghệ, khi chúng tôi làm chủ công nghệ thì chúng tôi thấy mình thực sự là có cơ hội và có trách nhiệm to lớn để có thể đảm bảo rằng cái công nghệ mà chúng tôi tạo ra mang lại lợi ích cho tất cả mọi người trên thế giới cũng như mang lại lợi ích cho chính thế giới này. Đó, vì vậy mà khi nói về cái kinh doanh tạo ra tác động xã hội tích cực
Microsoft, cái chương trình mà Microsoft theo đuổi đó là CSR, và Microsoft có 4 cái cam kết chính trên phạm vi toàn cầu luôn. Cam kết thứ nhất đó là chúng tôi cam kết sẽ tạo cơ hội tốt hơn, đem đến những cơ hội tốt hơn cho tất cả mọi người để có thể tham gia đóng góp vào nền kinh tế. Bản chất của nó là làm sao có thể mọi người có được những cái cơ hội làm việc làm tốt hơn. Và chúng tôi muốn hướng tới nhiều hơn tới những người yếu thế, ví dụ như là phụ nữ này, trẻ em này, lao động phổ thông này, người khuyết tật này, người ở những vùng sâu vùng xa. Thế thì ví dụ với những chương trình mà chúng tôi đã làm ở Việt Nam, thì chúng tôi đã từng có những chương trình trong một thời gian dài đem những cái khóa đào tạo về công nghệ thông tin, về khoa học máy tính đến cho các trẻ em cũng như là cả các người người lớn nữa mà sống trên những cái con thuyền ở các vùng sông nước xa xôi, ở Vịnh Hạ Long này, ở Vĩnh Long này, Hậu Giang này, Tiền Giang này. Cái cam kết thứ hai đó là cam kết về bảo vệ quyền cơ bản của con người. Thì chúng tôi muốn nói đến những cái quyền như là quyền bình đẳng giới này, quyền bình đẳng về sắc tộc này, quyền được bảo vệ của trẻ em chẳng hạn. Thế thì và có một cái chương trình tôi muốn ví dụ đó là chúng tôi đã có một cái chương trình phối hợp cùng với cả Cục Trẻ Em và tổ chức Try Fund triển khai một cái hệ thống tổng đài 111 để người dùng có thể gọi điện thoại đến cái số này và báo về các cái trường hợp mà trẻ bị xâm hại chẳng hạn, để nhằm bảo vệ trẻ em kịp thời. Đó, rồi cái cam kết thứ ba của chúng tôi đó là cam kết xây dựng một thế giới bền vững thông qua những cái sáng kiến và những cái chương trình có tính chất toàn cầu. Ví dụ như là bản thân Microsoft thì chúng tôi hiện tại Microsoft là một cái công ty cung cấp dịch vụ cloud, nên chúng tôi sở hữu khoảng hơn vận hành và sở hữu và vận hành trên 200 cái data center trên toàn thế giới. Và cái cam kết của Microsoft đó là tất cả những cái data center mới mà Microsoft sẽ xây dựng đấy, nó sẽ phải đảm bảo đó là các cái trung tâm dữ liệu xanh, thân thiện với môi trường. Đấy, rồi ví dụ nữa là ví dụ như là một cái dự án AI for Earth, đó là một cái cam kết đầu tư của Microsoft 50 triệu đô trên toàn cầu cho các cái lĩnh vực ví dụ như là nông nghiệp này, nước này, khí hậu này, sự đa dạng sinh học này. Đó là những cái đóng góp cho để với cái cam kết là xây dựng một cái thế giới bền vững hơn. Và một cái cam kết thứ tư là trở thành một cái đối tác tin cậy cho khách hàng, cho cộng đồng và cho xã hội. Ví dụ như khi nói đến công nghệ thì mọi người hay nói nhiều đến AI đúng không ạ? Tuy nhiên một cái vấn đề rất là nóng của AI đó là sử dụng cái trí tuệ nhân tạo vào những cái mục đích như thế nào. Thì Microsoft có một cái cam kết là sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm. Và cũng tương tự như vậy, chúng tôi có những cái cam kết về bảo vệ quyền riêng tư, đảm bảo sự minh bạch, an toàn thông tin trong tất cả các cái sản phẩm và dịch vụ mà công ty cung cấp. Và năm 2020 chẳng hạn thì Microsoft có một cái hợp tác với Cục An ninh mạng, Phòng chống và Tội phạm Công nghệ cao của Việt Nam thuộc Bộ Công an. Và cái chương trình này nó vẫn tiếp diễn đến ngày hôm nay. Và khi trở thành cái thành viên của chương trình An ninh Chính phủ cùng với Microsoft thì Cục sẽ thường xuyên nhận được những cái thông tin độc quyền miễn phí đương nhiên về việc lây nhiễm mã độc tại Việt Nam để có những cái kế hoạch và những hành động kịp thời ngăn chặn. Đó thì đó là sơ qua về những cái cam kết của Microsoft và một số những hoạt động mà Microsoft đang thực hiện tại Việt Nam. Yeah. Cảm ơn chị Quyên ạ. Và cảm ơn 4 cam kết với cộng đồng, với đối tác, với khách hàng đến của Microsoft. Tiếp theo chắc em mời chị Mandy. Yeah. Cảm ơn Thảo. Quan điểm của tôi là cái thế giới mà chúng ta đang sống hiện tại nó khác rất là nhiều so với cái thế giới mà 100 năm trước đây. Tại thời điểm bây giờ thì càng có nhiều cá nhân, cái độ hiểu biết của họ về bảo vệ môi trường, về biến đổi khí hậu, về trách nhiệm cộng đồng càng sâu hơn, hiểu biết sâu hơn và hiểu biết rộng hơn. Và chúng ta cũng có thể thấy là càng ngày càng có nhiều nhà trường họ đưa cái chủ đề trách nhiệm cộng đồng vào thành một trong những cái mục mà giảng dạy trong trường. Trẻ em cũng được dạy là không được xả rác từ nhỏ. Trẻ em cũng được dạy là phải biết chia sẻ và giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Chúng ta đi ra hàng quán xá, chúng ta cũng thấy là hiện tại càng có nhiều hàng quán nói không với plastic, nói không với nhựa. Đúng không? Đó là cái thế giới hiện tại chúng ta đang sống.
thời buổi bây giờ câu chuyện lợi nhuận không phải là cái tôn chỉ duy nhất của các cái công ty. Một doanh nghiệp họ ngoài cái việc mà phát triển, tăng trưởng kinh doanh ra, họ còn phải tạo ra những cái giá trị bền vững cho các cái đối tượng có liên quan, ví dụ như là nhân viên nè, đối tác nè, khách hàng, người dân địa phương và cộng đồng nữa. Tập đoàn Prudential chúng tôi thì chúng tôi sử dụng chuẩn ESG mà hồi nãy trong phần giới thiệu thì Thảo cũng đã có nhắc tới. ESG, Environmental, môi trường, S, Social, xã hội, và G là Governance, là nôm na là các cái nguyên tắc quản trị. Thế thì hiểu sâu một chút xíu về ESG thì E, môi trường, chúng ta nói về những cái biến đổi khí hậu, chúng ta nói về chất thải, ô nhiễm, chúng ta nói về tàn phá rừng, cạn kiệt năng lượng. Và S ở đây là những vấn đề liên quan tới điều kiện làm việc trong công ty. Môi trường làm việc trong công ty có bình đẳng hay không? Nhân quyền. Và cuối cùng là G là một cái nguyên tắc quản trị, mà trong đó ví dụ như là tình hình tài chính, báo cáo tài chính của công ty có minh bạch hay không, có những cái khoản chi phí bất thường dành cho ban lãnh đạo chẳng hạn, các cái chính sách để mà chống tham nhũng, chống hối lộ, chiến lược thuế của công ty là gì, thì đó là ESG. Và Prudential chúng tôi đang theo đuổi ESG. Tại Việt Nam thì cam kết của chúng tôi là giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, và trong xuyên suốt hơn 20 năm hành trình tại Việt Nam thì chúng tôi đều nỗ lực thực hiện cam kết này. Các cái hoạt động cộng đồng của chúng tôi thì tập trung nhiều vào ba lĩnh vực trọng tâm, đó là giáo dục, sống khỏe và an toàn. Thì tôi xin nêu một cái ví dụ trong cái lĩnh vực an toàn để kết thúc câu trả lời của tôi. Trong lĩnh vực an toàn thì chúng tôi có triển khai một dự án gọi là dự án đưa trẻ an toàn đến trường, đó là Road Safety. Dự án này chúng tôi triển khai và hướng dẫn các cái giáo viên cũng như là các lớp học, mà bình thường thì cái việc đó mình phải làm ở trường học, nhưng mà đây là những cái lớp học này mình sẽ diễn ra ở trên nền tảng virtual, nền tảng trực tuyến, với các cái áp dụng những cái kỹ thuật công nghệ vào. Và như vậy thì chúng ta có thể giúp cho càng nhiều trẻ có khả năng tiếp cận được nền giáo dục nhiều hơn. Và như vậy thì nó sẽ tạo nên một cái cộng đồng có kiến thức, có thông minh. Cảm ơn Thảo. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị Mandy. Cuối cùng thì mời anh Đức ạ. Thì quan điểm của Gojek về cái việc tạo ra những cái giá trị tích cực cho xã hội thì là bằng cách là mình sẽ tích hợp nó vào trong cái bài toán kinh doanh của mình. Cái cách Gojek ra đời vào năm 2010 tại Jakarta là để nhằm giải quyết hai cái bài toán của xã hội lúc đó ở bên Indo. Thứ nhất là vấn đề về kẹt xe và di chuyển của người dân thành phố. Nhưng cái vấn đề lớn hơn mà lúc ấy Gojek muốn hướng tới giải quyết đấy là mang đến một cái cuộc sống và một cái thu nhập ổn định và tốt hơn cho các cái bác tài xe ôm của Jakarta lúc bấy giờ. Ngay kể cả cái tên Gojek, nếu mà chúng ta bỏ chữ G đi còn lại Ojek, thì tiếng Indo có nghĩa là xe ôm. Và việc mà mang tên các bác tài xe ôm để đặt vào trong tên của công ty thì cũng thể hiện một cái cam kết của Gojek là luôn luôn hướng tới những cái mục tiêu xã hội, làm thế nào để tạo ra được một cái cuộc sống tốt nhất, một cái cơ hội về thu nhập tốt nhất cho lúc thời buổi ban đầu thì là các bác tài, và sau gần 12 năm phát triển thì hiện nay cái hệ sinh thái của Gojek đã rất là rộng lớn và gồm nhiều các thành phần khác nhau. Thế nhưng việc luôn luôn hướng tới mình có thể mang được cái giá trị như thế nào là tốt nhất cho cộng đồng xung quanh mình, như chị Mandy cũng có chia sẻ, là nó không tách rời ra khỏi cái công việc kinh doanh nữa, và nó sẽ bao phủ nhiều hơn các cái đối tượng khác nhau. Đấy, thì lúc đầu là các bác tài, về sau thì sẽ có thêm những cái nhóm nhà hàng tiểu thương rất là nhỏ, vừa nhỏ, và cũng như là khách hàng rồi nhân viên của công ty. Thì nói cụ thể hơn về một số những cái hoạt động của Gojek trong giai đoạn gần đây thì chúng ta cũng đều nhận thấy là Covid thì cũng ảnh hưởng đến việc hoạt động của các doanh nghiệp rất là nhiều. Thì Gojek với một ý sứ mệnh là mình phải làm thế nào để có thể giúp được cho cộng đồng của mình, thì cái bài toán trong năm vừa qua
năm 2021 là làm thế nào để có thể giúp người dân có được một cái sự an toàn, làm thế nào để có thể duy trì được cái việc cung ứng cho thành phố trong những cái giai đoạn giãn cách, cũng như là làm thế nào để có thể mang lại được một cái thu nhập ổn định và đảm bảo cho các đối tác tài xế của mình. Thì với những cái bài toán như vậy thì một cái hành động cụ thể mà Gojek đã làm là ngay trong giai đoạn lúc mà giữa tâm dịch, khi dịch lúc đấy đang ở giai đoạn rất là cao điểm và các y bác sĩ thì đang có rất nhiều nhu cầu di chuyển giữa các bệnh viện, giữa các cái trung tâm phòng chống dịch, thì Gojek đã quyết định là ra mắt cái sản phẩm Goka của mình. Trước đó thì vốn là để phục vụ cho, dự định là để phục vụ cho toàn bộ người dân thành phố, nhưng trong giai đoạn giãn cách chưa được hoạt động thì Gojek đã ra mắt dịch vụ Goka của mình để phục vụ riêng cho các y bác sĩ và giúp chung tay vào với thành phố để có thể hỗ trợ cái việc là đẩy lùi đại dịch. Và ngay sau đó thì Gojek cũng có nhận thấy là Goka Protect không chỉ giải quyết bài toán của các bác sĩ mà đang thật sự là giải quyết bài toán của xã hội lúc đấy bây giờ, của thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm bây giờ, đó là mọi người mong muốn có một cái phương tiện di chuyển mà đảm bảo cái sức khỏe, đảm bảo cái an toàn cho mình, cũng như là các bác tài trong giai đoạn giãn cách thì họ rất là vất vả, họ không có thu nhập, thì Gojek ra mắt một cái sản phẩm như vậy thu hút khách hàng, đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường và tạo ra được một cái nguồn thu nhập cho các cái bác tài của mình. Thì đấy là một cái ví dụ tiêu biểu. Còn Gojek có rất là nhiều các cái hoạt động khác trong cái giai đoạn dịch, một cái gói hỗ trợ chẳng hạn. Khi mà các bác tài, các đối tác của Gojek bị sa sút về thu nhập thì Gojek có đưa ra một cái gói hỗ trợ khoảng 4 tỷ, là một gói hỗ trợ rất là lớn để cho các bác có thể mua được các cái nhu yếu phẩm hàng ngày, hoặc là tổ chức cung cấp các cái chuyến đi cho người dân đi tiêm vaccine hoàn toàn miễn phí trong cái giai đoạn đấy, để mọi người bớt một cái rào cản đi trong cái việc là đi tiêm vaccine. Thì cái mục tiêu chung của Gojek trong năm vừa qua là chung tay với cả thành phố để có thể đẩy lùi đại dịch. Cảm ơn anh Đức. Thì qua cái câu hỏi đầu tiên thì tôi có thể thấy rõ được một vài những cái thông điệp mà các diễn giả của chúng ta đưa ra, đó là làm một doanh nghiệp thì không, chúng ta không chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà bên cạnh đó còn có những cái cam kết với các bên liên quan của doanh nghiệp mình, như là khách hàng, đối tác và cộng đồng địa phương xung quanh. Và ngoài ra là cái việc chúng ta tích hợp cái hoạt động đó vào ngay chính cái hoạt động kinh doanh, cái sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp mình. Tôi có một cái câu hỏi thứ hai, thì câu hỏi này tôi nghĩ là sẽ có rất là nhiều khán giả quan tâm. Vì thực ra làm việc tốt thì ai cũng mong muốn là để làm việc tốt cả. Tuy nhiên, làm thế nào để chúng ta có thể cân bằng được cái vấn đề tăng trưởng kinh doanh bên cạnh cái việc chúng ta tạo ra được những cái tác động xã hội tích cực như vậy. Các anh chị sử dụng những giải pháp, những mô hình nào để có thể giải quyết được cái vấn đề đó? Đặc biệt là như anh Đức vừa mới nhắc đến, hai năm qua chúng ta rất là khó khăn, tất cả những lĩnh vực, tất cả mọi cá nhân cũng như tổ chức trong xã hội. Như vậy thì làm thế nào chúng ta có thể vượt qua được cái khó khăn của hai năm vừa qua và vẫn giữ vững được cái cam kết của doanh nghiệp mình với các bên liên quan, với cộng đồng? Với câu này thì tôi lại xin mời chị Quyên bắt đầu trước ạ. Cái câu hỏi của Thảo nó cũng rất là rộng nha. Nó bắt đầu từ chuyện rằng làm thế nào để cân bằng được, đúng không, giữa tăng trưởng kinh doanh và tạo ra tác động xã hội. Thì mình nghĩ là với ba cái câu trả lời đầu tiên mình nhận được ấy, thì cái từ tích hợp ấy, nó rất là mấu chốt của vấn đề nhá. Tức là nếu như mình có được cái sự tích hợp vào sản phẩm như Microsoft hay tích hợp vào mô hình kinh doanh, đúng không ạ? Nếu như mình có được cái sự tích hợp đó, đúng không, tích hợp cái việc tạo ra những cái tác động xã hội, hoạt động cộng đồng vào trong những cái bài toán kinh doanh của doanh nghiệp hay mô hình vào sản phẩm hay là mô hình kinh doanh, thì cái việc đó nó sẽ rất dễ được cân bằng, bởi vì mình không cần phải cố gắng quá nhiều. Nó không phải là những cái hoạt động và những cái chương trình có điều kiện theo thời vụ, sự vụ nữa, đúng không? Mà mỗi khi mà mình làm những cái công việc hàng ngày theo những cái tác vụ hàng ngày của doanh nghiệp thì chúng ta đã có được những cái tác động xã hội rồi. Thế nên thực sự có một cái mình nghĩ là với những, đặc biệt là với các doanh nghiệp Việt ý, làm sao để mình xây dựng được cái đó, phải có được cái sự tích hợp đó, thì
cái việc cân bằng nó sẽ dễ dàng, nó sẽ dễ, rất dễ dàng đến. Thế tuy nhiên mình cũng chia sẻ rằng là ngay kể cả là với Microsoft chẳng hạn, khi mà các sản phẩm của Microsoft được thiết kế, mình có thể nói là ví dụ nhé, tức là cái bộ sản phẩm Office của Microsoft đi chẳng hạn, thì nó là một cái bộ rất là thông thường, mọi người đều biết đúng không ạ? Nhưng cái bộ sản phẩm đó nó có rất nhiều những cái tính năng mà hỗ trợ cho người khuyết tật, và nó hỗ trợ cho cái cộng đồng làm việc chung với người khuyết tật để giúp cho họ dễ dàng hơn trong giao tiếp chẳng hạn. Đấy thì ví dụ mình nói ví dụ đi, một cái văn bản Word rất là bình thường, mọi người có thể không để ý đâu nha, nhưng nó có một cái icon là Accessibility Investigate. Nếu mọi người bấm vào cái nút đó thì cái văn bản Word đó nó sẽ hiện lên cho các bạn biết rằng là nó sẽ gợi ý là chúng ta cần chỉnh sửa cái văn bản đó thế nào để mà nó có thể, cái văn bản đó nó sẽ dễ dàng được tiếp cận bởi những người khuyết tật, ví dụ như họ mù màu này, ví dụ như họ gặp chứng khó đọc này, hay ví dụ là người khiếm thị. Đấy, thế thì bình thường chúng ta dùng thì chúng ta không để ý, nhưng trong cái Microsoft Word, trong PowerPoint nó có rất nhiều những cái tính năng như vậy để nó giúp cho cộng đồng người khuyết tật. Thì đấy là về mặt sản phẩm đúng không ạ? Thế thì với Microsoft Việt Nam, khi mà rất nhiều những cái sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi nó đã được tích hợp sẵn với những cái tính năng mà có thể để giúp dễ dàng hơn cho cái cộng đồng mà có thể nói là yếu thế trong xã hội chẳng hạn, thì cái việc của chúng tôi sẽ là làm sao tổ chức để mà có thể truyền những cái thông tin một cách hiệu quả nhất đến các cái đối tượng cần hỗ trợ. Và đây là cái hoạt động phi lợi nhuận, tức là không có doanh số đúng không ạ? Và nhân viên của Microsoft thì chắc cũng sẽ giống như Prudential hay là Gojek thôi, đều rất là bận đó. Thế nên là làm sao để họ ưu tiên dành thời gian tham gia vào các cái dự án chương trình CSA, tham gia một cách chủ động tích cực đúng không ạ? Thì đấy nó là những cái chúng tôi cần phải có một loạt những cái hành động để mà giúp cho các bạn ấy tham gia. Thì đầu tiên ấy, có thể nói là các giám đốc, các bộ phận, ngoài các tiêu chí về doanh số, tiêu chí về chuyển đổi hay là xây dựng đội ngũ, thì đều có những cái tiêu chí được đánh giá bởi cái ảnh hưởng tích cực của các hoạt động xã hội, các hoạt động cộng đồng. Và họ cần phải nghĩ đến các cái ảnh hưởng đến cộng đồng trong mọi cái công việc của họ làm, trong mọi cái dự án mà họ làm, và tạo ra một cái môi trường để nhân viên có những cái sáng kiến, có ý tưởng mới. Và nhân viên Microsoft sẽ xung phong tham gia vào các cái V-team, mà chúng tôi gọi là các cái đội nhóm thành lập nên xung phong, các bạn xung phong để triển khai các cái sáng kiến đó. Đấy, và thậm chí có thể là còn thi đua với nhau. Đấy, thì để hiệu quả thì bản thân cái việc những cái hoạt động xã hội ấy, vẫn cần phải có kế hoạch, vẫn cần phải được truyền thông nội bộ tốt để khuyến khích mọi người tham gia, và sau đó lại vẫn cần phải được ghi nhận đóng góp, đúng không ạ, để mà động viên khuyến khích các cá nhân hay các đội nhóm tích cực nhất. Đấy, và tôi nghĩ là trên hết ý, thì cần phải xây dựng được một cái văn hóa doanh nghiệp để mà mọi nhân viên tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Điều đó rất là quan trọng. Yeah. Như vậy là cái điểm mấu chốt ở đây là chúng ta không nên tách rời những cái hoạt động cộng đồng mà chúng ta, những cái tác động, cái hoạt động tạo ra cái tác động tích cực cho cộng đồng với những cái hoạt động kinh doanh, mà chúng ta hãy tích hợp nhiều nhất có thể. Nếu vậy thì anh Đức, anh nghĩ sao ạ? Vâng, từ phía Gojek thì cũng rất là đồng tình với cả chị Quyên thôi, là cái việc tích hợp nó rất là quan trọng. Và cách tích hợp của Gojek đấy là tích hợp thẳng vào cái mô hình kinh doanh của mình, cái mô hình mà Gojek sử dụng để tạo ra những cái tác động tích cực cho xã hội, gọi là CSV. Nó là một cái model khác với cả CSA một chút. CSA là có chữ A ở cuối, là responsibility, là trách nhiệm. Còn CSV là creating shared value, tạo ra những cái giá trị chia sẻ. Và cái cuối, cái keyword cuối của cái model này thì là ở cái values. Một bên là trách nhiệm của doanh nghiệp, là nó sau khi mà mình đã phát triển doanh nghiệp, mình đạt được những cái thành công về kinh doanh của mình, thì mình có trách nhiệm với xã hội, có trách nhiệm với môi trường xung quanh, và mình làm các hoạt động
để mình thể hiện cái trách nhiệm đó của mình với vai trò là một tổ chức. Còn CSV là khi mà là một cái mô hình mà nó cũng xuất hiện mới gần đây thôi, từ khoảng năm 2011 nếu tôi nhớ không nhầm, và được ông Michael Porter là một học giả về kinh doanh rất là nổi tiếng, và ông ấy đã phổ biến cái mô hình này. Đấy là khi mà doanh nghiệp tạo ra những cái giá trị kinh doanh của cho doanh nghiệp bằng cách đi giải quyết các bài toán về xã hội. Có thể nói một cách khác, đấy là cái việc Gojek có thể kiếm được doanh thu hay kiếm được lợi nhuận là thông qua việc là mình đã tạo ra được bao nhiêu giá trị cho xã hội. Và đối với Gojek như vậy thì nó không còn là một cái cán cân để mình cân bằng nữa, là cái này tăng thì cái kia giảm, mà nó thành một cái model, một cái mô hình mà nó gọi là xoáy trôn ốc. Tức là từ việc mình tạo ra những cái tác động tích cực cho xã hội thì mình tạo ra được doanh thu và lợi nhuận. Từ doanh thu và lợi nhuận đó mình lại tiếp tục đổi mới và xây dựng những cái dòng sản phẩm mới và lại mang lại cái giá trị tích cực cho xã hội, và nó cứ tạo thành một cái vòng tròn như vậy. Thì đấy là CSV, tức là nó hơi ngược lại với cả cái mô hình cái gọi là cái định nghĩa về CSR truyền thống. Nó ở chỗ đấy là một bên là sau khi mình có thể kinh doanh thành công và kiếm ra lợi nhuận thì mình đi làm các hoạt động cho xã hội. Còn đối với cả những doanh nghiệp mà sử dụng mô hình CSV như Gojek chẳng hạn thì sẽ là giải quyết bài toán xã hội, và từ đó thì sinh ra cái lợi nhuận cho công ty để có thể tiếp tục mang lại những cái tác động cho xã hội. Thì đấy là cái cách mà Gojek đang hướng tới, và từ những năm 2010 và cái việc là tạo ra tác động xã hội đó thì trở thành một cái kim chỉ nam trong tất cả các cái cách mà Gojek phát triển. Thì ví dụ như là tại thời điểm 2010 khi Gojek ra đời và với sản phẩm chỉ là GoRide thôi, gọi xe ôm cho người tiêu dùng và các bác tài, thì sau đó đạt, bởi vì nó giải quyết được một lúc hai bài toán: thứ nhất là cái nhu cầu đi lại và không bị kẹt xe của người dân, và thứ hai là mang lại thu nhập rất là tốt cho các bác tài. Thì Gojek phát triển rất là nhanh, từ cái việc phát triển rất là nhanh và có cái sự tăng trưởng về doanh thu thì Gojek lại tiếp tục nhìn và xem đối với các bác tài hiện nay mình có thể ra thêm cái sản phẩm nào để có thể mang lại được thu nhập tốt hơn cho các bác, mang được thêm một cuộc sống tốt hơn cho các bác. Thì Gojek mới nhận thấy là ví dụ tại nếu mà GoRide không thôi chẳng hạn thì các bác tài sẽ chỉ di chuyển nhiều vào lúc khung đầu giờ sáng hoặc là cuối ngày. Thế nhưng thì lúc buổi trưa hoặc là lúc xế chiều chẳng hạn thì các bác lại không có việc gì làm. Gojek liên tục ra mắt thêm trong những cái năm từ 2010 trở đi những cái sản phẩm xoay quanh các bác tài và vào những cái khung giờ khác nhau, ví dụ như là ra mắt GoFood để có thêm cái lượng đơn hàng cho các bác, có thêm cái nguồn thu nhập vào lúc buổi giờ trưa và sau khi đi làm về, cũng như là GoShop, GoSend là những cái sản phẩm khác để xây dựng được để củng cố được cái nguồn thu nhập cho các đối tác bác tài của mình. Thì vừa giải quyết được một cái bài toán xã hội lúc đó là cái vấn đề thu nhập của một cái lực lượng bác tài là cái nhóm khá là yếu thế trong xã hội, thì phát triển cái doanh nghiệp của mình và cứ xoay tròn liên tục như thế cho đến hiện nay. Và dạ, cảm ơn anh Đức. Chị Mandy ơi, còn về phía Prudential Việt Nam của mình thì sao? Đối với Prudential á, để mà chúng tôi có thể cân bằng giữa tăng trưởng kinh doanh và tạo ra các cái xã hội tác động xã hội tích cực á, thì cách làm chúng tôi là chúng tôi bảo đảm cái trách nhiệm cộng đồng nó phải được lồng ghép vào trong cái chiến lược phát triển dài hạn của công ty. Cụ thể như đối với lại chiến lược phát triển của Prudential Việt Nam trong giai đoạn 2021 đến 2025 á, thì bảo vệ và phát triển cộng đồng là một trong năm trụ cột chính để giúp công ty chúng tôi đạt được mục tiêu là trở thành công ty kiểu mẫu trong ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Và tất cả các hoạt động cộng đồng của Prudential đều hướng tới cái tính là lâu dài và có thể nhân rộng được. Tôi ví dụ như là Prudential chúng tôi có một dự án gọi là dự án Charging, quản lý tài chính thông minh. Dự án này thì chúng tôi thiết kế lại những cái kiến thức liên quan tới tài chính, cách thức quản lý tài chính phù hợp với độ tuổi cho các trẻ từ 7 đến 12 tuổi. Và chúng tôi chia sẻ những kiến thức này đến các em để giúp các em hiểu rõ hơn về đồng tiền là gì, tài chính là gì, mình nên sử dụng nó như thế nào,
Hoặc ví dụ như khi mà con lớn lên, con vay tiền để con đi học, thì điều đó vay nó hoàn toàn là một cái chuyện đúng đắn vì chúng ta sử dụng đòn bẩy tài chính, chứ không phải là có nợ là xấu. Tương tự như thế. Và hiện tại thì chúng tôi đã chạy dự án này được 3 năm, đã chia sẻ được kiến thức đến hơn 54.000 trẻ em thông qua 141 trường học. Và khi mà hồi nãy tôi có nói là những dự án chúng tôi đều mang tính chất là dài hạn và có khả năng nhân rộng, thì Charging cũng là một mô hình chúng tôi nhắm tới trong cái việc nhân rộng. Mỗi một trẻ em khi mà họ được những cái kiến thức này, họ hiểu được, thì họ cũng sẽ là những ambassador, họ sẽ là những đại sứ để mà họ chia sẻ những cái kiến thức này lại cho người thân của họ, cho gia đình của họ, cho bạn bè của họ, và giúp mở rộng hơn nữa, nhân rộng hơn nữa cái kiến thức này đến cho cộng đồng. Một cộng đồng mà hiểu rõ về tài chính và biết cách quản lý tài chính sẽ là một cộng đồng thịnh vượng. Hồi nãy Đức có dùng một cái từ trong cái phần chia sẻ của mình, đó là từ ngược lại, khi mà Đức nói đến cái việc là CSR và CSV. Quan điểm của tôi thì hoàn toàn việc này nó không hề đi ngược lại, mà cái ranh giới giữa CSV và CSR nó sẽ dần dần nó trở nên mờ nhạt đi, và chúng ta cuối cùng cũng chỉ tất cả mọi thứ mà chúng ta làm á, chỉ là một cái công việc mà chúng ta thể hiện trách nhiệm cộng đồng và chúng ta giúp đỡ cộng đồng. Một trong công ty thành viên của tập đoàn Prudential là công ty quản lý quỹ Eastspring. Và Eastspring trong tất cả những hoạt động kinh doanh của mình, Eastspring cũng thực thi chuẩn ESG, và họ cũng thực hiện cái trách nhiệm cộng đồng của họ thông qua các hoạt động tài chính và hoạt động đầu tư của họ. Tôi lấy ví dụ một vài ví dụ cơ bản như là Eastspring cam kết là đến năm 2050 sẽ decarbonization toàn bộ portfolio, tức là sẽ không có bất cứ một cái danh mục đầu tư nào liên quan đến khí thải carbon. Hoặc là họ sẽ giảm thiểu cái tỷ trọng đầu tư của họ vào trong những cái ngành như là ngành thuốc lá này, ngành sản xuất thuốc lá này, ngành khai thác than, hoặc là ngành sản xuất điện bằng than, ngành sản xuất vũ khí. Và tương tự như vậy thì họ sẽ tăng cái tỷ trọng đầu tư, tăng cái tỷ trọng đầu tư vào các cái danh mục mà nó thực sự nó mang ý nghĩa, nó mang tác động tích cực đến cộng đồng, như là những cái dự án mà phát triển năng lượng mặt trời, dự án phát triển năng lượng tái tạo, các cái dự án thủy điện, các cái mình đầu tư, và họ sẽ đầu tư mở rộng danh mục đầu tư vào các cái cổ phiếu blue bond, green bond mà chúng ta đang nói tới, là ví dụ như là xử lý chất thải nhựa ảnh hưởng đến đại dương, hoặc là khí hậu, biến đổi khí hậu. Thế thì tôi nghĩ là thông qua những cái hoạt động như vậy của Eastspring Việt Nam, hoàn toàn họ vừa hoạt động kinh doanh cũng vừa tạo ra những cái tác động xã hội tích cực, và cái ranh giới nó một lần nữa là nó sẽ không có quá rõ ràng. Dạ, nhất trí với cả chị Mandy, tức là đích đến của các doanh nghiệp hiện nay thì đều là hướng tới thì việc tạo ra được cái tác động cho cộng đồng xung quanh mình. Nó khác với cả cái định nghĩa về CSR truyền thống, và hiện nay cái cách mà các doanh nghiệp nhìn về CSR nó đã thay đổi, và nó đi sang những cái tầng mới, và cái ranh giới giữa việc là việc kinh doanh của công ty và việc tạo ra cái tác động cho xã hội nó không còn là hai cái khái niệm riêng biệt nữa, mà càng ngày nó càng đi gần đến nhau và nó sát nhập lại với nhau. Chị Quyên có muốn bổ sung thêm cái phần của Mandy nói vừa rồi? Mình rất thích cái ý là Mandy có nói về cái trình độ tài chính hay là cái năng lực quản lý, năng lực hiểu biết về tài chính. Thì Microsoft thì trong lĩnh vực công nghệ thì bọn mình cũng hay nói đến cái mặt bằng chung cái kỹ năng số, đúng không? Nếu như mà mình có cái xã hội mà cái khả năng làm chủ của từng người dân về tài chính, đúng không? Hay về công nghệ thông tin, đấy nó là những cái yếu tố rất là quan trọng, và nhiều khi thực sự khi mình ngồi làm việc với cả các nước trong khu vực ấy, mình cảm thấy đấy nó là những, thực sự nó là những cái mà bọn mình rất muốn được tham gia vào, được đóng góp để làm sao giúp cho Việt Nam. Thực sự là giúp cho Việt Nam, giúp cho mỗi người, mỗi nhà, nhưng mà thực sự là nó cũng sẽ giúp để cho cả Việt Nam mình tốt hơn. Dạ, cảm ơn phần chia sẻ của các anh chị. Tôi muốn xoáy sâu một chút xíu vào cái, có thể nói là cái động lực để khi mà các doanh nghiệp chúng ta thực hiện những cái hoạt động tạo ra những cái tác động tích cực cho cộng đồng. Thì
ví như để nói đến lợi nhuận trong kinh doanh thì mỗi một doanh nghiệp chúng ta cũng khá là dễ dàng tính được thông qua cái việc là chúng ta cứ lấy doanh thu và chúng ta trừ đi chi phí thôi. Nhưng mà đầu tư cho các cái hoạt động tạo ra tác động tích cực thì nó cũng tương tự như đầu tư trong kinh doanh. Tuy nhiên thì làm thế nào để chúng ta tính toán được cái lợi nhuận đó, hay nói một cách khác là làm thế nào mà các anh chị biết được là chúng ta đang có lợi nhuận trong cái việc đầu tư để mà tạo ra được cái tác động tích cực cho xã hội. Với câu này thì xin phép mời chị Mandy trước ạ. Ok, cảm ơn Thảo. Thật ra cái công việc mà tính toán lợi nhuận nói khó thì khó, nói dễ thì dễ. Và theo như câu chuyện của CSR, theo như cái định nghĩa CSR truyền thống thì CSR là câu chuyện của cho đi và không cần lấy lại, đúng không ạ? Thì quan điểm của tôi là lợi ích từ các cái hoạt động cộng đồng á, mặc dù nó không thể hiện qua các cái báo cáo tài chính hàng năm, nhưng mà lợi ích lâu dài chúng ta có thể thấy được. Và cái mà Prudential hiện tại đang thực hiện các cái hoạt động xã hội cộng đồng của mình á, là chính là nhìn vào cái tác động tích cực mang lại cho cộng đồng về mặt lâu dài. Tôi đơn cử một cái ví dụ là chúng tôi có một cái dự án gọi là dự án Thought Leadership. Cái dự án này thì chúng tôi kết hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để mà thực hiện nghiên cứu mức độ sẵn sàng cho cuộc sống độc lập khi về già. Và cái nghiên cứu này dựa trên cái chỉ số già hóa chủ động là Active Aging Index. Thì dự án này chúng tôi phối hợp với lại các cái cơ quan chức năng để mà mong muốn cùng nhau giải quyết các cái vấn đề về thích ứng già hóa dân số chúng ta đang già hóa, và có một bộ phận người dân, một bộ phận không nhỏ là chuẩn bị là đến tuổi nghỉ hưu già hóa, và chúng ta phải làm, và chúng tôi đang suy nghĩ là phải làm gì để mà hỗ trợ cái cộng đồng này bản thân họ có thể có được tự do tuổi 50, tự do tuổi 60, tự do khi về già, và đồng thời có thể giảm gánh nặng từ về phía chính phủ. Thế thì chúng tôi mong muốn thực sự là đặt nền móng xây dựng một cộng đồng hiểu biết và hiểu biết và biết được các cái hành động cụ thể là gì để mình giúp cho họ có một cái tuổi già năng động, tự do. Đó là cái chương trình Thought Leadership, và chương trình này đã được đây là một chương trình dài hạn, và chúng tôi dự kiến chúng tôi đã chạy được 2 năm rồi và sẽ tiếp tục vào trong năm sau. Hồi nãy tôi cũng có chia sẻ về công ty thành viên của tập đoàn Prudential chúng tôi, đó là công ty đầu quản lý quỹ Eastspring. Về phía Eastspring thì họ cũng có rất là nhiều các hoạt động, ví dụ như là khi mà và mà chúng ta có thể thông qua đó nhìn thấy cái tác động tích cực xã hội mà mang lại. Ví dụ như họ đầu tư vào những cái dự án xây dựng khu công nghiệp. Mà khi mà khu công nghiệp được hình thành thì mọi người cũng đã rất là rõ đó, mà mình sẽ thu hút được rất nhiều vốn đầu tư trong nước và ngoài nước. Và mình sẽ tạo ra rất nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương. Có được những cái thu nhập ổn định và có được một cuộc sống ổn định. Hoặc như là Eastspring sẽ đầu tư vào những cái dự án cơ sở chăm sóc sức khỏe. Và như vậy thì sẽ góp phần tăng cái năng lực hệ thống y tế của nhà mình lên, của nước mình lên. Và như vậy thì khi mà cái mình cải thiện được cái việc chăm sóc sức khỏe cho người dân thì mình sẽ có được một cộng đồng khỏe mạnh, lành mạnh. Và chỉ có sức khỏe mới là tiền đề cho tất cả mọi thứ sau này, cho thịnh vượng, cho tài lộc, cho hạnh phúc. Đúng không ạ? Thì hoặc là một cái ví dụ nữa là Eastwing đầu tư vào các cái cơ sở phát triển hạ tầng, các cái infrastructure investment. Thì đây mà một quốc gia có cơ sở hạ tầng phát triển là then chốt để mà nền kinh tế có thể chắp cánh vươn xa hơn nữa, bay xa hơn nữa. Thì đó là những cái mà tôi nghĩ là những cái lợi ích từ những cái hoạt động cộng đồng mà chúng ta có thể thấy được trên con đường dài. Tức là Prudential nhắm đến những cái lợi ích cho cộng đồng lâu dài và lấy đó làm lợi dụng cho những cái đầu tư tạo ra cái tích cực cho xã hội. Mời anh Đức, Gojek thì sao? Vâng, với phía Gojek thì vì việc tạo ra giá trị cho cộng đồng thì nó nằm trong mô hình kinh doanh của Gojek rồi. Thế nên là có thể nói là lợi nhuận
từ việc tạo ra những giá trị này cũng chính là lợi nhuận của Gojek. Nên là khi mà hai cái định nghĩa nó đã trở thành một rồi thì nó không còn tách riêng ra là đây là lợi nhuận kinh doanh và đây là lợi nhuận của những cái tác động tích cực cho xã hội nữa. Và nó tạo thành một cái vòng tròn và mình cứ sử dụng tiền kinh doanh để mình tiếp tục khai thác và tạo ra những cái giá trị mới cho cộng đồng. Và Gojek sẽ không thể thành công được nếu mình không liên tục phát triển và đem đến những cái giá trị mới hỗ trợ cho hệ sinh thái của mình. Nếu các bác tài không tăng trưởng về doanh thu thì chứng tỏ là Gojek cũng đang không đạt được cái hiệu quả về kinh doanh, bởi vì là cái số lượng đơn hàng của Gojek đang không tăng trưởng và các bác tài đang không có được cái doanh thu. Cũng tương tự như vậy với các nhà hàng, thì nếu các nhà hàng ở trên Gojek đang không tăng trưởng về mặt doanh thu, điều đấy có nghĩa là Gojek đang không thành công trong công việc kinh doanh. Và tương tự nếu Gojek, và ngược lại thì nếu Gojek thành công trong cái việc phát triển hệ thống kinh doanh của mình thì Gojek sẽ mang được đến một cái nguồn doanh thu tốt hơn cho hệ sinh thái của mình, cho các bác tài, cho các nhà hàng. Và khi mà hai cái nó gần như là bị khóa chặt chẽ vào với nhau như vậy thì đối với Gojek, cái việc là nhìn ra cái lợi nhuận của mình đối với cả việc tạo ra tác động xã hội thì nó rất là dễ, và nó tạo cái tiền đề để mình cảm thấy rất là tự tin khi mình đầu tư vào không chỉ là việc mang đến những nhiều đơn hàng hơn cho các bác tài của mình, mà mình hiểu là nếu mình phát triển cho họ thì cái điều đó nó sẽ mang đến được cái hiệu quả kinh doanh cho mình. Nên Gojek cũng tổ chức rất là nhiều các chương trình đào tạo, các cái chương trình tương tác, ví dụ như là giải thể thao, tổ chức đêm nhạc hội cho các bác tài, tổ chức tung ra những cái gói bảo hiểm cho các đối tác của mình, nhất là trong cái giai đoạn dịch. Đấy, như lúc nãy tôi cũng có ví dụ là một cái gói hỗ trợ về mặt thu nhập để có thể các bác tài có thể vượt qua được cái giai đoạn dịch một cách dễ dàng hơn. Tương tự với các nhà hàng thì một cái gọi là sự thật thú vị đối với cả Gojek là trong số khoảng vài chục nghìn nhà hàng mà hiện nay đang hợp tác với Gojek ở Việt Nam thì có rất nhiều trong đó là những nhà hàng vừa nhỏ và siêu nhỏ ở trong những cái hẻm, trong những cái ngõ rất là sâu hoặc là ở những cái đường rất là xa xôi, có những bà cụ 60-70 tuổi và trước đó là không hề biết kinh doanh online là gì cả. Đấy, và thông qua nền tảng Gojek thì họ được tiếp cận với công nghệ thông tin, họ tiếp cận được với một nguồn doanh thu mới và họ có thêm được một cái cơ hội để mà có thể kinh doanh. Và nhất là trong cái giai đoạn dịch khó khăn như thế này, mọi người không được đi ra ngoài thì công việc kinh doanh tại chỗ rất là khó khăn. Và với những cái nhà hàng mà rất nhỏ như vậy thì có được thêm một cái kênh bán hàng để thì là một cái điều rất là tốt cho họ. Và thông qua việc bán hàng cho họ thì Gojek cũng tìm được cái hiệu quả về kinh doanh của mình. Nên là cái quyền lợi nó luôn luôn đi sát với nhau. Đấy, và vì thế là đối với Gojek, mỗi khi mà hệ sinh thái gặp phải một cái vấn đề gì đó thì Gojek sẽ ngay lập tức là cảm thấy, thứ nhất là vì trách nhiệm của mình, thứ hai là cũng vì cái hiệu quả kinh doanh của mình, thì mình sẽ phải lập tức là họp bàn và tìm ra những cái phương án giải quyết để mang đến những cái tác động tốt hơn cho cộng đồng của mình. Dạ, cảm ơn anh Đức. Chị Quy thì sao ạ? Với Microsoft thì chúng tôi không đặt cái bài toán tính toán cái lợi nhuận từ cái hoạt động cộng đồng. Thực là như thế cả. Nhưng mà với mỗi một cái hoạt động của mình thì chúng tôi luôn có những cái mục tiêu và chúng tôi sẽ đo lường cái hiệu quả, cái tác động thông qua việc là mình đạt được những cái mục tiêu như thế nào, cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Đấy thì có thể lấy một ví dụ như là trong cái giai đoạn Covid vừa rồi á, thì có một bộ phận người lao động thì bị mất việc làm, và Microsoft có hợp tác cùng với cả một cái tổ chức phi lợi nhuận và triển khai một cái chương trình đào tạo nền tảng công dân số, cũng là để giúp cho những người lao động phổ thông có được những cái kiến thức để họ có thể tìm việc làm mới, tiếp cận với thông tin tốt hơn. Đấy thì trong một cái giai đoạn ngắn thôi thì cái mục tiêu là sẽ đạt được 3.000 người tiếp cận khóa học và có được những cái chứng chỉ. Thế tuy nhiên thì chúng tôi đạt được ví dụ như sẽ là đến cuối năm nay thì chúng tôi sẽ đạt được là sẽ có 7.000 chứng chỉ của các khóa học là đã được cấp, ví dụ là như vậy. Và với chúng tôi thì
Bên cạnh các cái mục tiêu, các chỉ số đo lường hiệu quả của chương trình thì chúng tôi quan tâm đến những cái ý kiến đóng góp nó và cả những ghi nhận, đúng không ạ? Ý kiến đóng góp là để làm sao mình có thể làm tốt hơn, nhưng mà những cái ghi nhận từ cộng đồng, từ xã hội thì nó cũng là những cái động viên để mình biết là mình đi đúng hướng và để mình cần làm gì, có thể làm gì được tốt hơn nữa. Và chẳng hạn như trong giai đoạn Covid vừa rồi thì Microsoft cũng nhận được những cái bằng khen của Bộ Y tế, hay là cũng được được Phó Thủ tướng khen cảm ơn vì những cái đóng góp của Microsoft trong cái giai đoạn mà cả nước cũng căng mình phòng chống đại dịch Covid như vậy. Thế và thật sự mà nói thì có một cái lợi ích rất là đặc biệt, tôi nghĩ là rất là đặc biệt, mà tôi thấy đó là một cái giá trị đó. Đó là khi mà Microsoft thực hiện các cái chương trình cộng đồng như vậy thì nó lại giúp cho việc xây dựng được cái văn hóa nội bộ của công ty đó. Thì đấy là một cái nét mà chúng tôi, khi mà chúng ta nhuần nhuyễn được cái việc là tích hợp vào hoạt động kinh doanh, nhưng với Microsoft thì chúng tôi tích hợp cả cái hoạt động cộng đồng, hoạt động xã hội vào cái hoạt động xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp. Thành ra là thực sự là khi nó rất là nhuần nhuyễn thì chúng ta sẽ đạt những cái lợi ích, nó sẽ đến nhiều khi nó không phải là cứ phải nhắm tới thì nó mới đến, mà nó sẽ đến hàng ngày. Ở trong cái chia sẻ của chị Quyên á, thì tôi có thấy là cái sự đo lường cái hiệu quả tác động á, trên những cái hoạt động cộng đồng, thì Microsoft có sử dụng cả cái tính chất định lượng và định tính luôn đó chứ. Định lượng là khi chị Quyên đo lường muốn đạt cái mục tiêu là bao nhiêu người được phục vụ qua cái chương trình đó, và định tính là có hỏi ý kiến từ những cái người mà thụ hưởng từ cái chương trình. Thì cái đó là một số cái góc nhìn từ phía những cái tổ chức xã hội thôi. Thì khi mà một trong những cái góc cái từ phía các tổ chức xã hội khi nói về cái lợi nhuận đó, trong cái việc tạo ra tác động, thì thường là chúng tôi sẽ suy nghĩ về cái sự thay đổi của những cái người được tác động bởi những chương trình đó. Ví dụ như với, và tôi tưởng tượng như là với các bác tài của của GoCheck Việt Nam chẳng hạn, trước khi tham gia thì cuộc sống của các bác như thế nào, và sau khi tham gia thì chất lượng cuộc sống cải thiện hơn. Thì đó là một trong những cái cách mà phía bên xã hội họ nhìn về cái việc mà làm những cái chương trình đó đã tạo ra những cái tác động như thế nào, và cũng có thể đo lường được, tuy nhiên là nó phức tạp hơn một chút. Và như chị Quyên vừa mới chia sẻ, cái lợi nhuận đó nó còn nằm về phía cái lợi ích của doanh nghiệp nữa, là không chỉ là chúng ta chỉ là cái chi phí đầu tư đi, mà còn đạt được đó là xây dựng nên cái văn hóa doanh nghiệp. Cảm ơn các anh chị diễn giả những cái chia sẻ vừa rồi. Trong một cái câu hỏi nó cũng khá là lẫn lộn giữa cái từ lợi nhuận ha, lợi nhuận kinh doanh, hay là lợi nhuận từ cái tác động xã hội. Thì thưa quý vị nhớ đặt câu hỏi cho các diễn giả của chúng tôi tại khung chat box, và để chuẩn bị cho cái phần trả lời câu hỏi từ phía diễn giả thì xin mời quý vị cùng trả lời một phút, và chúng ta sẽ quay trở lại ngay. Quay trở lại với phiên thảo luận của chúng ta chiều hôm nay. Trong gần 60 phút vừa qua thì chương trình chúng tôi cũng có nhận được một số những cái câu hỏi thú vị từ phía khán giả tham gia chương trình. Như vậy nên tôi sẽ dành cái thời gian để các diễn giả của chúng ta trả lời một số những cái câu hỏi này. Trước tiên thì có một cái câu hỏi mà nối tiếp theo cái ý từ cái câu trả lời của chị Quyên vừa trả lời lúc nãy.
Tức là khi doanh nghiệp thực thi các hoạt động cộng đồng, các chương trình tạo dựng giá trị chung vân vân, hay là các hoạt động trách nhiệm xã hội, thì những hoạt động này góp phần hiệu quả vào việc tăng giá trị thương hiệu và gắn kết nhân viên, tạo ra văn hóa doanh nghiệp như thế nào? Các anh chị có thể chia sẻ những cái kết quả này. Chắc là vì cái sự tiếp nối này nên tôi xin phép mời chị Quyên luôn. Ngoài cái việc là tạo ra cái văn hóa thì chị thấy còn có những cái kết quả tích cực nào khác đến từ cái việc mà doanh nghiệp mình thực hiện những cái cam kết với cộng đồng không ạ? Nói tiếp một chút về cái vấn đề văn hóa ấy, thì với Microsoft thì chúng tôi có những cái giá trị văn hóa mà của công ty mà chúng tôi muốn xây dựng, thì trong đó có một cái giá trị đó là lúc nãy Thảo cũng có nói đó, đó là diversity and inclusion, tức là tôn trọng cái sự đa dạng và không bỏ lại ai phía sau. Đấy, thế thì cái và qua những cái hoạt động cộng đồng ấy, và khi mà nhân viên của Microsoft tham gia rất là tích cực vào các hoạt động cộng đồng ấy, thì các bạn thực sự là hỗ trợ nhiều cái đối tượng yếu thế, đúng không? Và quay trở lại công ty thì cũng tôn trọng cái sự khác biệt của đồng nghiệp hơn, cũng lắng nghe hơn, thấu cảm nhiều hơn. Đấy, thế thì đó, và thật sự trong cái việc xây dựng văn hóa ấy, thì với một cái mục tiêu về văn hóa mà mình muốn xây dựng, ví dụ là diversity and inclusion đi, thì luôn luôn chúng tôi sẽ có những cái hoạt động hướng tới những cái vấn đề mục tiêu nội bộ mà muốn giải quyết, đồng thời sẽ lại có những cái hoạt động mà hướng tới bên ngoài. Tôi nói ví dụ là trong cái chương trình về tôn trọng cái sự đa dạng và không bỏ lại ai phía sau đó, thì Microsoft có bốn cái nhóm hoạt động bình đẳng giới này. Trong công nghệ nha, thì nữ luôn luôn ít hơn nam, đó nên bình đẳng giới là một vấn đề mà chúng tôi hướng tới. Thứ hai là công nghệ hỗ trợ người khuyết tật này. Thứ ba là hỗ trợ người đồng giới tính thứ ba. Thứ tư đó là xây dựng đồng minh, tức là đây nó là thực sự là xây dựng cái văn hóa nội bộ là hỗ trợ, tương trợ lẫn nhau đây. Thế thì các bạn trong công ty sẽ xung phong vào các cái nhóm đó, và mỗi nhóm sẽ xây dựng những cái kế hoạch hành động để hỗ trợ các vấn đề nội bộ của Microsoft, và đồng thời có các cái hoạt động cộng đồng. Ví dụ như sẽ là đào tạo công nghệ cho các phụ nữ ở vùng sâu vùng xa, hoặc thậm chí là các chị ở Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đấy, rồi là phát động các cái cuộc thi thiết kế các giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người mù hay là người khuyết tật. Thì đấy nó là những cái hoạt động khác nhau mà các bạn sẽ có ý tưởng rồi tổ chức và cố gắng là kéo dài nó hàng năm. Đó, và qua những cái hoạt động như vậy thì chắc chắn là nhân viên gắn kết hơn, hiểu hơn về văn hóa Microsoft, hiểu hơn về cái giá trị mà mình cùng với công ty mang lại cho cộng đồng, và tự hào hơn về công ty, chắc chắn là như vậy. Thế và khi mà có được cái sự tự hào về công ty ấy, thì mình muốn nói này, trong tất cả các cái khảo sát nội bộ của nhân viên Microsoft, khi mà được hỏi cái câu hỏi là bạn cảm thấy như thế nào khi làm việc cho Microsoft, đưa ra 3 từ, thế thì cái từ mà luôn luôn chiếm cái tỷ lệ cao nhất đó là cái từ tự hào. Thì mình nghĩ thực sự cái điều đấy nó đến từ cái văn hóa và cả các cái giá trị mà công ty mang lại cho cộng đồng, chắc chắn là có những cái đóng góp ở đó. Thế và đó cũng là cái lý do mà lý do để Microsoft sẽ nhận được những cái giải thưởng, ví dụ như là công ty làm việc tốt nhất tại châu Á năm 2021 do Asia HR Award tổ chức đó bình chọn. Thế và ngoài cái văn hóa doanh nghiệp ấy, thì với các cái chiến lược và tầm nhìn dài hạn tới cộng đồng, doanh nghiệp sẽ chắc chắn là có được sự tin cậy, mình nghĩ rất rất là quan trọng, có được sự tin cậy, trở thành một cái đối tác tin cậy cho khách hàng, cho cộng đồng, cho xã hội. Và đương nhiên là điều đó sẽ góp phần làm tăng cái giá trị thương hiệu, đúng không ạ? Dạ, cảm ơn chị Quy. Như vậy là ngoài cái việc là tạo nên cái văn hóa doanh nghiệp một cách tốt đẹp, gắn kết, tạo nên cái niềm tự hào với nhân viên, từ đó cũng tăng cái sự gắn kết và thu nhân tài chẳng hạn, thì ngoài ra là còn có cái, đúng không ạ? Thì chúng ta còn có tăng cái giá trị thương hiệu của doanh nghiệp. Mời anh Đức gặp những cái kết quả nó tích cực như thế nào, tại vì phía anh thì nó đã gắn kết rất là sâu sắc, đúng không, giữa cái sản phẩm dịch vụ của mình với cái việc tạo ra tác động
Vâng, đối với cả Gojek thì đúng là ngoài việc mà nó tạo ra ngay một cái giá trị rất là gọi là cân đong đo đếm được như là các cái hiệu quả về tài chính thì cũng tương tự như Microsoft. Tôi nghĩ là một trong những tác động lớn nhất mà Gojek có thể cảm thấy được đó là cái tinh thần của đội ngũ khi mà làm việc. Vì họ có một sứ mệnh lớn hơn là việc đi làm để kiếm tiền. Và cái đấy hiện nay nó rất là quan trọng. Và trong những cái giai đoạn khó khăn thì khi mà mình có một cái ngôi sao, một cái kim chỉ nam để mình hướng tới ấy, thì cái tinh thần nó sẽ được duy trì trong những cái lúc mà khó khăn nhất như vậy. Và các bạn cảm thấy rất là tự hào với công việc của mình. Cũng tương tự như là Microsoft thì Gojek có rất là nhiều những cái cuộc khảo sát với cả nhân viên và có những câu hỏi vui là khi mà bạn đi làm thì đâu là cái thời điểm vui nhất, thì có những bạn trả lời là cái thời điểm các bạn vui nhất là được đi gặp gỡ các bác tài và để có thể trao đổi được và nhìn thấy cái hiệu quả của cái công việc của mình nó rất là sờ ngay trước mặt đấy, là các bác có đang vui hay không, các bác có đang kiếm được cái nguồn thu nhập ổn định hay không. Và gần đây chẳng hạn trong giai đoạn Covid, lúc nãy tôi có nói về cái ví dụ ra mắt Goka của Gojek giữa thời điểm tâm dịch khi mà rất nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn và bị ảnh hưởng như vậy. Thì trong giai đoạn đấy, từ cái lúc Gojek quyết định là sẽ tung ra dịch vụ Goka dành cho các y bác sĩ, thì đến cái hôm lăn bánh chỉ có tròn 2 tuần thôi. Và trong cái giai đoạn đấy là đội ngũ thật sự là làm từ ngày đến đêm và xoay chuyển rất nhiều các tình huống và những cái thay đổi không thể lường được do dịch. Ví dụ như là hàng đang trên biển, cái máy lọc không khí mà chúng tôi lắp đặt ở trong xe đang chuẩn bị về đến cảng thì lại bị do dịch và ảnh hưởng đến cái giấy. Và trong cái lúc vận chuyển thì lại bị gặp những cái chốt chặn của thành phố trong cái giai đoạn đấy và nó ảnh hưởng rất là nhiều. Và nhưng mà cái tinh thần của các bạn là các bạn biết là mình đang làm công việc này nó có ý nghĩa. Mình đang làm này để giúp thành phố có thể khỏe lại được. Mình đang làm như thế này để mình giúp các bác tài của Gojek có thêm một cái nguồn. Và đấy nó là động lực để cho mọi người thật sự là chiến đấu trong vòng 2 tuần liên tục và truyền lửa cho nhau để có thể triển khai được một cái chương trình như vậy. Thì tôi nghĩ đấy là một trong những cái tác động lớn nhất với cả của cái việc là mình làm ra những tác động có ý nghĩa. Khi mà mọi người cảm thấy ý nghĩa, họ thấy công việc của họ quan trọng thì nó sẽ đạt được rất là nhiều những cái điều mà thật sự là kỳ diệu mà nếu mà không có cái đấy thì doanh nghiệp sẽ khó mà đạt được. Còn tất nhiên thì khi mà mình làm được những cái điều tốt thì đánh giá từ khách hàng, từ thị trường thì Gojek cũng sẽ, thì mình cũng thấy được những cái tác động như đấy. Và Gojek cũng là doanh nghiệp mà như lúc nãy chị Thảo có nói, mình nhìn được cái sự thay đổi của đời sống các bác tài của các chủ doanh nghiệp khi hợp tác với Gojek trước và sau khi hợp tác với cả Gojek. Và Gojek đã được 2 lần lọt vào cái danh sách là những công ty thay đổi thế giới, top 20 công ty thay đổi thế giới của tạp chí Fortune. Thật sự là mình thay đổi cuộc sống của những người mà mình hợp tác cùng thì đối với cả Gojek đấy là một cái điều rất là tốt, rất là tự hào. Cảm ơn anh Đức ạ. Mời chị Mandy. Cảm ơn Thảo, cảm ơn chị Quyên với lại Đức. Thực sự là khi mà Mandy nghe chia sẻ của Đức và chị Quyên thì Mandy cảm thấy rất là cảm động. Và tại vì nó thực sự nó rất là align và nó rất là trùng hợp với những gì mà Prudential đã và đang làm. Có diversity, có inclusion, có cảm thông, có chia sẻ, có quan tâm. Và cái đó chính là cái văn hóa mà Prudential đang có. Và Mandy chỉ đơn cử một vài ví dụ thôi, không nói nhiều lời ở đây. Trong năm 2020 thì Prudential ghi nhận được hơn 1.500 nhân viên tham gia trên tinh thần là tự nguyện và tự giác vào tất cả các cái hoạt động cộng đồng do Prudential khởi xướng. Trong thời điểm tâm dịch thì Prudential tổ chức một chiến dịch gọi điện đến khách hàng và nhân viên bị F0. Và người mở đầu cái chiến dịch này là anh tổng giám đốc Phương Tiến Minh của Prudential. Anh ấy là người đầu tiên gọi những cuộc gọi đến khách hàng, đến từng nhân viên, hỏi thăm họ và xem là Prudential có thể hỗ trợ được gì về mặt liên kết với lại e-doctor ở trên nền tảng POS của Prudential để mà có thể khám bệnh qua nền tảng trực tuyến, hoặc là gửi thuốc men, hoặc đơn giản chỉ là một lời động viên và gửi lời hỏi thăm.
đến các khách hàng, đến các nhân viên mà họ bị mắc phải bệnh COVID. Và cái chiến dịch này hiện tại đã triển khai đến tập thể lãnh đạo của Prudential cũng như là các bạn nhân viên. Và mình làm cái việc này vào cuối tuần, và mình phải chọn những cái khung giờ mà nó không có ảnh hưởng đến sinh hoạt của người được gọi. Thì đó là những cái hoạt động mà nó thể hiện một cái sự, nó thể hiện đậm nét cái văn hóa về trách nhiệm cộng đồng. Và cũng giống như chị Quyên và anh Đức hồi nãy cũng có chia sẻ, trong những cái buổi khảo sát nhân viên á, thì cái niềm tự hào của nhân viên khi làm việc cho một công ty mà công ty đó có trách nhiệm cộng đồng, và công ty đó có những hoạt động mang lại cho cộng đồng, hoạt động back lại cho cộng đồng, thì đó là niềm tự hào của nhân viên, và nhân viên họ rất là tự hào khi họ làm việc cho công ty như vậy. Cảm ơn chị Mandy. Ở đây thì tôi vừa mới nhận được một câu hỏi rất là thú vị và một vài những cái câu tương tự, nhưng mà thôi tôi xin đọc một cái câu đại diện thôi. Anh chị nghĩ như thế nào khi có ý kiến cho rằng mục đích chính của các hoạt động cộng đồng CSR và CSV từ doanh nghiệp là nhằm đánh bóng tên tuổi, từ đó đạt được nhiều hơn để kinh doanh? Anh Đức ơi, anh trả lời câu hỏi này đầu tiên ha. Đối với theo tất cả những gì mà tôi nói nãy giờ thì đối với cả Gojek thì rõ ràng là việc tạo ra cái giá trị này nó là cái điều cần làm và phải làm để doanh nghiệp có thể tồn tại và có thể phát triển bền vững được trong lâu dài. Và tôi không nghĩ là một doanh nghiệp nào, bất kể là Gojek hay và các cái công ty mà theo những cái mô hình khác để mang lại được cái giá trị tốt cho xã hội, thì làm cái đấy với mục đích là đánh bóng tên tuổi. Vì tôi không nghĩ là không có một doanh nghiệp nào mà có thể tồn tại được nếu họ không tạo ra những cái giá trị thật sự, dù là giá trị cho cộng đồng hay là giá trị cho người tiêu dùng hay là giá trị cho một cái tổ chức nào đó, thì nó phải là một cái giá trị thật sự thì doanh nghiệp đấy mới có thể phát triển và tồn tại được. Chị Mandy, việc đánh bóng thương hiệu có phải là mục đích chính của những cái hoạt động cộng đồng không ạ? Tôi sẽ không bình luận về cái comment này, và tôi sẽ để cho thời gian trả lời. Như hồi nãy tôi có chia sẻ là các cái hoạt động cộng đồng tại Prudential chúng tôi nhắm đến đều là những hoạt động mà mang tính chất dài hạn và có thể nhân rộng được. Nó mang lại những cái tác động tích cực xã hội. Và một lần nữa tôi muốn nói lại cái điều này là các cái hoạt động cộng đồng trách nhiệm xã hội á, là một trong năm cái trọng tâm mục tiêu trong cái chiến lược phát triển dài hạn của chúng tôi. Cho nên tôi không nghĩ tôi sẽ để thời gian để mà trả lời cho comment này, và những cái hoạt động chúng tôi đang làm chúng tôi cứ tiếp tục làm thôi, và mong là càng có nhiều những cái hoạt động và mong là những cái hoạt động mà chúng tôi mang lại nó sẽ tạo ra được những cái tác động tích cực, là một đón nhận và được nhân rộng hơn bởi các cái công ty khác, bởi những cá nhân đã từng được hưởng lợi từ cái chương trình này, và chúng ta sẽ tạo ra được một môi trường một môi trường có trách nhiệm cộng đồng cao. Cảm ơn chị Mandy. Chị Quyên ơi, chị nghĩ như thế nào về cái ý kiến này, tức là mục đích chính của những cái hoạt này, của những cái hoạt động cộng đồng chẳng qua là để đánh bóng tên tuổi, từ đó đạt được nhiều hơn những cái lợi ích kinh doanh cho doanh nghiệp? Tôi thì không đồng ý với cái quan điểm đó đâu. Bởi vì tôi nghĩ thế này này. Với những cái chia sẻ của cả ba công ty ở đây từ nãy giờ ấy, thì chúng ta có thể thấy là cái việc tích hợp rất là sâu sắc, đúng không? Vào sản phẩm dịch vụ, vào mô hình kinh doanh hay vào cái chiến lược phát triển dài hạn, nó không phải là cái thứ mà bạn có thể làm một chốc một lát để đánh bóng tên tuổi đâu. Nó là đòi hỏi quá trời nỗ lực ấy, rất rất nhiều nỗ lực để mà có thể bắt đầu duy trì và còn phát triển theo những cái theo cả một cái định hướng đó. Thế cho nên là tôi nghĩ những cái nhận định này thì có thể là họ chưa có cơ hội để nhìn được một cái tổng thể hoặc là biết được, tìm hiểu sâu hơn những cái sứ mệnh, những cái mục tiêu lâu dài của tổ chức doanh nghiệp đang thực hiện. Và tôi cũng nghĩ rằng là chắc là theo thời gian, cũng hy vọng là theo thời gian thì những cái tác động xã hội tích cực được ghi nhận từ những cái hoạt động cộng đồng của
của nhiều doanh nghiệp thì có thể sẽ giúp họ thay đổi suy nghĩ và cái nhận định đó. Với Microsoft thì chúng tôi đã nói là cái nó là từ trong cái câu sứ mệnh đấy, thì chúng tôi đã coi nó là cái cam kết của mình, cho nên là cái việc hướng tới giá trị cộng đồng và tác động xã hội nó đi từ những cái khâu rất là đầu tiên, rất là cơ bản đấy, nên là chắc là cũng không cần phải nói nhiều nữa đâu, và để thời gian trả lời. Như vậy là để tổng kết lại ba cái phần trả lời cho một cái câu hỏi rất là thú vị từ khán giả, thì tôi nghĩ rằng hãy nhìn vào cái cách doanh nghiệp làm với những cái mục tiêu cho các cái chương trình này có được gọi là gắn kết vào với cái chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp hay không, và cái sự gắn kết đó nó thể hiện rằng nó không có chỉ để phục vụ cho một cái mục tiêu mà nó rất ngắn hạn, đó là cái mục tiêu marketing hay là đánh bóng tên tuổi, mà hướng đến cái việc tạo ra những cái giá trị nhiều hơn và trọn vẹn hơn cho các bên liên quan với nhau. Thì nhìn vào cái cách doanh nghiệp làm, và đương nhiên là chúng ta cũng phải cần có thời gian, thì những cái thứ như thế này mới có thể thể hiện rõ ràng những cái kết quả, và điều đó sẽ chứng minh được cái mục đích thật sự, những cái mục tiêu đến từ những cái chương trình này. Có thêm một câu hỏi nữa từ khán giả, xin đọc lên. Theo các anh chị thì xu hướng phát triển trong tương lai về việc đóng góp cho xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam sẽ như thế nào? Câu hỏi này thì chắc là tôi sẽ hỏi xung phong đi ha. Không biết có anh, ba anh chị ở đây có ai muốn xung phong trả lời câu hỏi này không? Xin phép nhắc lại. Theo anh chị thì xu hướng phát triển trong tương lai về việc đóng góp cho xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam sẽ như thế nào? Có thể hiểu rộng ra là xu hướng mà các doanh nghiệp tạo ra những cái tác động tích cực cho cộng đồng ở Việt Nam trong tương lai sẽ đi theo hướng nào, theo ý của các anh chị. Anh Đức ơi, muốn trả lời câu hỏi này không? Dạ ok, thấy cũng bình thường, cũng lady first, nhưng mà thấy hai chị cũng đang suy nghĩ, thế nên là tôi xong rồi, chắc là sẽ xung phong đi trước một xíu. Tôi nghĩ là hiện nay các doanh nghiệp đều bắt đầu nhìn thấy là việc một doanh nghiệp phát triển và cái sức khỏe của cái môi trường mà doanh nghiệp đấy đang tồn tại nó phụ thuộc lẫn nhau. Mình có thành công được hay không, một doanh nghiệp của mình có thành công được hay không, nó phụ thuộc rất nhiều vào những cái yếu tố bên xung quanh cái doanh nghiệp của mình. Nên là doanh nghiệp, và càng ngày càng nhiều doanh nghiệp họ nhận ra được cái điều đấy. Ở Việt Nam vậy, các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay đều hướng tới là mình có thể làm được cái điều gì để phát triển kinh tế cho Việt Nam, làm gì để có thể cải thiện được các cái vấn đề môi trường cho Việt Nam, vấn đề về nhân lực, vấn đề về con người, đúng không? Và tôi nghĩ cái đấy nó sẽ là một cái xu hướng tất yếu khi mà càng ngày càng nhiều các cái chủ doanh nghiệp họ nhận ra được là cái việc họ đang xây dựng cộng đồng, họ đang tạo ra những cái giá trị cho môi trường xung quanh mình, nó không phải là một cái việc mình làm bên ngoài cái doanh nghiệp của mình nữa, tức là mình có thời gian thì mình làm thêm, mà là đấy là một cái điều nó phải làm nếu mà mình muốn phát triển lâu dài, nếu mình muốn tăng trưởng kinh doanh của mình, thì cái đấy là một cái điều bắt buộc phải làm. Và tôi nghĩ là cái đấy nó là một cái xu hướng trên toàn cầu, và Việt Nam cũng sẽ không tránh khỏi cái xu thế này. Cảm ơn anh Đức. Chị Quy và chị Mandy. Chị Mandy chắc là muốn tiếp theo đúng không? Vâng, thì Mandy rất là đồng thuận với quan điểm của Đức. Mandy nghĩ như thế này nè, xu hướng là việc các công ty phải tham gia vào các hoạt động cộng đồng càng sẽ là càng nhiều. Là mình có thể nói là công ty bị bắt buộc phải làm, hoặc là công ty họ cảm thấy cái chuyện đó là quan trọng, nó nằm trong cái chiến lược phát triển của họ và họ willing họ làm như Prudential. Nhưng mọi người thấy nãy Mandy cũng có chia sẻ là hiện tại ví dụ mình đi ra hàng quán, có rất là nhiều hàng quán họ đã bắt đầu họ sử dụng ống hút bằng tre, không phải là ống hút bằng nhựa nữa, hoặc là ly bằng những cái chất mà mình có thể tái sử dụng, không gây hại đến môi trường. Và họ làm như vậy, sẽ có những cái quán ăn họ làm như vậy tại vì họ cảm thấy cái chuyện đó nó tốt cho môi trường. Nhưng mà cũng có những cái tiệm họ làm là tại vì nếu mà họ không làm như vậy thì họ sẽ mất đi một lượng khách hàng. Mà những người khách hàng này là những người mà họ rất là well aware, họ rất là hiểu và họ có một cái sự hiểu biết về trách nhiệm cộng đồng, về bảo vệ môi trường cao. Và mình đề nghị là tương tự cho những cái ngành nghề, cho những cái ngành nghề khác và cho tất cả các doanh nghiệp khác.
Mandy có một mong muốn là trong những cái hoạt động cộng đồng trong tương lai, nếu như chuyện này xảy ra nó sẽ rất là tốt nè, là lúc đó các cái doanh nghiệp, các cái công ty, không cần biết là doanh nghiệp nước ngoài hay là doanh nghiệp trong nước, mà chúng ta sẽ không thực hiện các cái hoạt động cộng đồng chúng ta một cách đơn độc và riêng lẻ, mà chúng ta có thể chung tay với nhau làm một cái dự án lớn, làm một cái hoạt động lớn. Và như vậy nó mới khởi viral, nó có thể gọi là cộng hưởng được nhiều, gọi được nhiều tiếng nói chung hơn, kêu gọi được nhiều người hơn và tăng được cái tỷ lệ nhận biết. Như vậy thì nó cái mức độ ảnh hưởng của nó sẽ rộng hơn. Thì đó là một cái mong ước của Mandy. Mong là cái này trở thành xu thế ha. Yeah. Cảm ơn chị Mandy. Trước khi chị Quyên tiếp nối trả lời cái câu này thì tôi thấy có một cái câu rất là hay mà đang tiếp theo cái ý của chị Mandy, nên là xin phép được đọc cái câu hỏi. Anh chị nghĩ gì về việc hợp tác với các tổ chức khác nhau để tối ưu hóa tác động? Nếu hợp tác, doanh nghiệp ưu tiên hợp tác với đối tác nào? Trường học, tổ chức phi lợi nhuận, các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp khác, vân vân. Thì tại vì cái câu này nó tiếp nối cái ý của chị Mandy đó, nói về cái chuyện là trong cái việc mà tạo ra những cái tác động tích cực như vậy thì có lẽ chúng ta nên hợp tác cùng với nhau, các khối hợp tác cùng với nhau để cái tác động nó có thể lớn hơn. Thì cái này chắc là chị Mandy tiếp nối một chút xíu luôn cái đoạn này đi, đó là doanh nghiệp có ưu tiên hợp tác với đối tác nào, trường học, tổ chức phi lợi nhuận, các cơ quan chính phủ hay là các doanh nghiệp khác, vân vân. Trả lời câu hỏi vế đầu tiên là có suy nghĩ trong việc là có consider trong cái việc là mình phối hợp với nhau không, thì mình nghĩ là tại sao không. Cái đó trong cái phần trả lời câu hỏi đầu tiên mình thì cũng đã có chia sẻ cái mong ước của mình rồi ha. Thế thì mình sẽ chọn công ty nào hay là ngành nghề nào hay tổ chức nào để mà hợp tác, thì mình nghĩ là nó sẽ phụ thuộc vô cái lĩnh vực trọng tâm mà công ty tại cái thời điểm đó đang đặt mục tiêu trọng tâm là gì. Ví dụ như đối với Prudential thì cái mục tiêu trọng tâm, cái lĩnh vực trọng tâm trong cái hoạt động cộng đồng của Prudential hiện tại đang là giáo dục an toàn và sống khỏe. Thế thì nếu như mà các cái tổ chức phi lợi nhuận hay trường học hay là bệnh viện hay là chính phủ hay gì đấy mà có được những cái chương trình hoặc là đồng ý hợp tác những cái chương trình mà rơi vào những cái lĩnh vực an toàn, sống khỏe và giáo dục này thì hoàn toàn, đây là câu chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Cảm ơn chị Mandy. Chuyển qua chị Phan Tú Quyên, thì chị nghĩ là xu hướng sắp tới của các doanh nghiệp sẽ như thế nào cho cái việc, cho những cái hoạt động mà tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng? Mình thì không thật sự là cũng không phỏng đoán được về cái xu hướng ấy, nhưng mà có lẽ là cũng là cái mong muốn thì là nhiều hơn. Mình nghĩ là thực sự là rất là mong muốn làm sao mà những cái ảnh hưởng tích cực nó mang đến nó có tính lâu dài và cơ bản. Tức là thay vì cho con cá thì cho cái cần câu ấy, nó làm sao để nó xây dựng được những cái tiền đề tạo động lực cho cái sự phát triển lâu dài cho cá nhân, và rồi chắc chắn là nhiều cá nhân thì nó sẽ tác động đến cái sự phát triển của đất nước. Những cái vấn đề như là môi trường này hay là chất lượng nguồn nhân lực này, đấy là những vấn đề nhức nhối của Việt Nam, đúng không ạ? Giáo dục, y tế, đúng không? Nông nghiệp, thật ra rất nhiều, nếu như mà nói là những lĩnh vực nào nên thì thật ra là nhiều lắm, và chỗ nào cũng vẫn đều, mình gọi là đều có room để phát triển hết. Thế thì ở đây là tất cả các doanh nghiệp cứ tùy vào cái khả năng của mình trong cái lĩnh vực của mình, thể nào cũng sẽ tìm được những cái chỗ để mà cùng nhau và ta giải quyết những cái bài toán, nhưng nó cơ bản một chút để cho nó có được những cái tác động lâu dài cho xã hội. Thì mình nghĩ đấy nó là cái xu hướng mà mình rất mong là chúng ta sẽ có thể làm tới được trong thời gian tới. Thế và từ cái ý của Mandy nói trong chuyện hợp tác ấy, thì thật ra cái này nó nằm trong một trong những cái, nó gọi là trong những cái action plan của mình, khi mà mình nghĩ về cái kế hoạch cho những cái hoạt động trong năm tới cho cái hoạt động cộng đồng ấy, là cái mong muốn để cái tìm ra được những cái cơ hội hợp tác. Và nó không hạn chế, nó từ với chính phủ, từ các tổ chức phi lợi nhuận, đến tất cả các công ty ngành nghề, đúng không?
Bởi vì là mục đích nó chỉ là làm sao để nhân rộng thôi, phù hợp và nhân rộng. Thì trong cái quá trình hoạt động xã hội và hoạt động cộng đồng của Microsoft ấy, thì cũng đã rất có rất nhiều lần mình nhận được những cái yêu cầu cùng hợp tác, nhiều khi là từ đối tác hay nhiều khi là từ khách hàng, có những khách hàng. Thế nhưng mà làm sao để mà hai cái agenda của hai công ty mình tìm được cái chung và mình làm để cho nó nhân rộng lên, đúng không? Thay vì là chúng ta chỉ đi một chuyến từ thiện cùng với nhau thì cái đấy nó sẽ không, nó chưa có đã đấy. Đấy thì mình đang thực sự đấy, nó là mấy cái ý mình mong muốn thực sự là làm sao để cho nó sâu và làm sao để cho nó rộng cơ bản. Cảm ơn phần chia sẻ của các diễn giả. Thì thực ra nếu mà mình nhìn một cách rộng hơn thì tất cả những cái vấn đề mà về xã hội, về môi trường vân vân thì không có cái vấn đề nào là không phức tạp và nó đa chiều. Do đó cái việc mà hợp tác là đương nhiên là nó tất yếu và chắc chắn, vừa tối đa được nguồn lực, tối đa hóa được cái thế mạnh của từng cái lĩnh vực, từng cái đối tác khác nhau. Trong cái việc giải quyết đó thì chắc chắn là những cái tác động tạo ra nó sẽ tốt hơn, sâu hơn, rộng hơn rất là nhiều như là mong muốn của chị Quyên. Thì thời gian của chúng ta đã đi đến những phút cuối cùng rồi, chỉ đủ thời gian cho duy nhất một câu hỏi nữa thôi. Cho nên là xin hỏi các anh chị câu cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc chương trình ha. Các anh chị có thể chia sẻ nhanh là về những cái định hướng chiến lược cho các cái hoạt động tạo ra tác động xã hội tích cực của doanh nghiệp mình trong tương lai, và trong đó những diễn biến trong 2 năm vừa qua của đại dịch Covid-19 có làm doanh nghiệp các anh chị phải định hướng lại về các mục tiêu tăng trưởng kinh doanh và những cái cam kết của doanh nghiệp với cộng đồng không ạ? Xin mời chị Quyên. Lúc nãy trong phần trình bày Mandy cũng có nói, Cảnh Đức cũng có nói một cái ý, tức là thường thì các cái sáng kiến cộng đồng của chúng tôi đều được xây dựng triển khai trong cái mục tiêu dài hạn á, cho nên là chắc chắn là trong năm tới, trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục kiên định với những cái cam kết và những cái định hướng của mình thôi. Đấy, thế chỉ có điều là cái gì sẽ là cái thay đổi, và vì chúng ta đang cố gắng là xây dựng cái bình thường mới sau đại dịch, đúng không? Thế thì với Microsoft thì mình có thể chia sẻ thế này, có lẽ là vì Microsoft là một công ty công nghệ á, cho nên cũng có thể nói là Microsoft thì trong cái giai đoạn đại dịch vừa qua, khi mà rất nhiều doanh nghiệp bị gián đoạn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thì Microsoft lại bận rộn hơn bao giờ hết. Đấy, bởi vì cái sự bận rộn đó là chúng tôi giúp cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong không bị gián đoạn một cách an toàn và hiệu quả. Thì các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp nhỏ đều rất là cần những cái hỗ trợ trong giai đoạn đó. Thế thì tuy nhiên là khi mà cái hoạt động kinh doanh nó vẫn bình thường thì đương nhiên là với những cái hoạt động xã hội thì chúng tôi vẫn tiếp tục, nhưng mà chúng tôi có những cái điều chỉnh để mà những cái hoạt động xã hội của chúng tôi trong hơn một năm qua, và tôi nghĩ rằng là sẽ tiếp tục trong một thời gian tới, vì những cái ảnh hưởng của đại dịch nó vẫn còn á, thì những cái chương trình của chúng tôi trong giai đoạn vừa qua thì nó cũng tập trung vào cái việc hỗ trợ nguồn nhân lực ấy, và hỗ trợ cái giúp cho các lực lượng lao động mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch có thể có những cái cơ hội tốt hơn về việc làm. Đấy, thì ở trên góc độ toàn cầu ấy, thì Microsoft cũng có những cái sáng kiến toàn cầu, để sáng kiến kỹ năng toàn cầu, và Microsoft cung cấp những cái nền tảng học miễn phí cho mọi người để học về kỹ năng số, học về cả những cái kiến thức IT chuyên sâu, khoa học dữ liệu, khoa học máy tính, nhưng mà nó nhiều cái chủ đề để các bạn có thể lựa chọn. Thế và đấy là những cái cam kết của Microsoft là đầu tư đến cố gắng là đưa cái sáng kiến đó là muốn hỗ trợ và trang bị cái khóa học trực tuyến đó hơn cho hơn 25 triệu người trên toàn thế giới. Thế thì tuy nhiên là tại Việt Nam thì chúng tôi làm tích cực mới chỉ trong một năm qua, thì về chúng tôi có hai dự án đào tạo cái kỹ năng số cho những nhóm đối tượng mà bị tác động nặng từ đại dịch, tức là
một là công nhân ở các khu công nghiệp này đấy, và hai cũng là các đối tượng mà sinh viên ở các trường nghề đó, thì tập trung vào cái kỹ năng số và tập trung vào khoa học dữ liệu đấy, thì chúng tôi ghi nhận được những cái kết quả và cái sự tham gia rất là hưởng ứng của các em ở các tỉnh như là Bình Dương, Đồng Nai, kể cả là ở các một số khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đấy. Rồi là ngoài ra trong 2 năm qua thì Microsoft hỗ trợ cho Bộ Giáo dục, cho các trường học rất nhiều ở các tỉnh thành trên cả nước, hỗ trợ miễn phí cái nền tảng dạy học trực tuyến trên Microsoft Teams dành cho giáo dục. Thì thật ra cái nền tảng Microsoft Teams A1 dành cho giáo dục của Microsoft thì Microsoft cung cấp miễn phí trên toàn cầu. Và đấy nó cũng là một cái cam kết giống như là đầu tư ngược lại cho cộng đồng, cho ngành giáo dục ấy, bởi vì là các thầy cô và các em sẽ luôn luôn được dùng miễn phí. Và nó không phải là một cái ngắn hạn, nó là một cái cam kết lâu dài, có thể nói là forever đấy. Thế thì thông qua cái chương trình đó, trong 2 năm đó thì có để ở tại Việt Nam có khoảng 7 triệu giáo viên và học sinh đã ứng dụng cái Microsoft Teams trực tiếp giảng dạy và học tập, và các bạn giáo viên tạo thành ra những cái group để trao đổi kinh nghiệm rất là sôi nổi ở trên trên Facebook. Cảm ơn chị Quyên ạ. Chị anh Đức ơi, chắc là anh sẽ chia sẻ nhanh về định hướng của Gojek trong tương lai cho những cái hoạt động tạo ra. Vâng, với Gojek thì vì việc là cái sứ mệnh của Gojek nó sẽ luôn luôn là việc mình phải tạo ra tác động xã hội như nào rồi, thì nó sẽ là một cái hoạt động mà nó gắn liền với cái việc tồn tại của Gojek. Chừng nào Gojek còn tồn tại thì chúng tôi sẽ luôn luôn hướng tới việc phải mang đến những cái giá trị tốt nhất cho xã hội. Nhưng mà tùy vào từng thời điểm thì sẽ có những mối quan tâm và những cái gọi là cái lĩnh vực mà Gojek sẽ tập trung vào. Thì hồi tháng 4 năm nay, thực ra Gojek cũng vừa mới tuyên bố một cái cam kết rất là lớn đó là cam kết 3.0. Nhất đấy là không cái khí thải, thứ hai là không rác thải, và thứ ba là không rào cản. Không rào cản ở đây chính là những cái hoạt động mà liên quan đến bình đẳng giới, như lúc nãy chị Quyên và chị Mandy cũng có chia sẻ, hoặc là không rào cản cho những người dân, những cái nhóm người yếu thế có thể tiếp cận được với cái sự phát triển kinh tế và công nghệ thông tin cũng như là tài chính. Thì đấy chính là cái ý nghĩa của không rào cản. Và với cái này thì Gojek sẽ tập trung vào những cái hoạt động làm thế nào để mình có thể giảm thiểu cái lượng rác thải mà mình đang xả ra, hoặc cũng như là quay về câu chuyện hợp tác thì hợp tác với những cái công ty mà sản xuất xe điện để có thể giảm thiểu cái lượng khí thải của mình với cả môi trường. Thì 3.0 đấy chính là cái cam kết của Gojek trong cái thời gian tới, từ giờ đến 2030, chưa đầy 10 năm nữa, và cũng là một cái cam kết rất là lớn, nhưng mà Gojek tin là mình sẽ làm được. Dạ, cảm ơn em ạ. Chị Mandy. Ok, chị xin một phút thôi. Cam kết của Prudential là giúp mọi người đạt được những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Và các cái lĩnh vực hoạt động thì hồi nãy như Mandy có chia sẻ là ở trong sống khỏe, an toàn và giáo dục. Thì định hướng chiến lược lâu dài sắp tới thì vẫn sẽ là xoay quanh những lĩnh vực này thôi. Tùy theo thời gian, ví dụ như trong năm 2021 vừa qua mình có dịch bệnh rất là nặng nề, thì các hoạt động cộng đồng cũng sẽ được thiết kế dành riêng cho những cái disaster như vậy. Thí dụ như là chúng bên Prudential có những cái ATM gạo, hay là có những cái hoạt động hỗ trợ bệnh viện, y bác sĩ tiền tuyến, hoặc là những người mà họ gặp phải căn bệnh, mắc phải bệnh và họ bị khó khăn. Thì đó là vừa phối hợp giữa ngắn hạn và phát sinh trong năm, cùng với lại cái chiến lược là dài hạn, thì nó vẫn xuyên suốt như thế, không thay đổi. Dạ, cảm ơn chị Mandy. Thưa quý vị, là 90 phút của chúng ta đã trôi qua rất nhanh với những cái phần chia sẻ thú vị và bổ ích từ ba diễn giả của chúng ta. Thì xin phép được tổng kết rất là nhanh một số những cái thông điệp nổi bật từ phiên thảo luận hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta thấy để phù hợp với xu thế toàn cầu về kinh doanh bền vững, thì mỗi một doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến lợi nhuận kinh doanh, mà việc tạo ra những giá trị và tác động tích cực cho khách hàng, nhân viên, đối tác, nhà đầu tư, và đặc biệt là cộng đồng hay môi trường sống càng trở nên tất yếu và sẽ trở thành xu hướng trong tương lai.
và việc đặt ra những mục tiêu về tác động xã hội vào những chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp cùng với việc lựa chọn những mô hình phù hợp và cách tiếp cận phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp sẽ giúp chúng ta giải quyết được bài toán cân bằng giữa lợi nhuận kinh doanh và tác động xã hội, bởi hai yếu tố này đã trở nên gắn kết và bổ sung cho nhau. Thưa quý vị, sự kiện trực tiếp tuyến Forbes Live số 7 với chủ đề kinh doanh tạo ra tác động xã hội tích cực xin được kết thúc tại đây. Như các bạn đã biết, Forbes Live là các hội thảo trực tuyến liên quan đến nhiều chủ đề được quan tâm của cộng đồng kinh doanh và bạn đọc của Forbes Việt Nam. Mời quý vị tiếp tục theo dõi các sự kiện của Forbes Live tiếp theo trong thời gian tới. Thông tin sẽ được Forbes Việt Nam cập nhật trên fanpage và website forbes.vn. Thay mặt ban tổ chức, một lần nữa xin cảm ơn anh Đức, chị Quyên và chị Mandy về buổi thảo luận với nhiều thông tin bổ ích ý nghĩa hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, tham gia trao đổi nhiệt tình cùng với chương trình và hẹn gặp quý vị ở những sự kiện tiếp theo của Forbes Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn chị Thảo, cảm ơn chị Quyên và Mandy. Cảm ơn cảm ơn quý vị khán giả. Cảm ơn mọi người, xin chào mọi người. Bye. Bye bye. Xin chào mọi người. Thảo ơi, thầy có những câu hỏi ở trên màn hình á.